Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Terra TV của mình. Hôm nay mình sẽ trải bài với chủ đề đó là đoạn tình cảm này có còn hy vọng. Và đây là trải bài chung nên các bạn tự lựa thông điệp dành riêng cho mình nha. Mong các bạn đón nhận thông điệp một cách cởi mở, cảm ơn các bạn. Mình sẽ có hai tụ, tụ một bên trái là đồng hồ màu trắng và tụ hai bên phải là đồng hồ nó màu hơi hồng hồng ha. Thì các bạn sẽ hít thở thật sâu hoặc là nhắm mắt lại để kết nối với năng lượng phù hợp với mình nhất nha các bạn nha. Và bây giờ sẽ đến giờ chọn tụ. Ha, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với tụ 1 ha. Đây là trả lời chung nên các bạn tự lựa thông điệp dành riêng cho mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Mình sẽ có lá 10 ly, 2 ly và the Empress ha. Thì mình thấy hai bạn đã trải qua những cái vui buồn cản trở về gia đình, tính cách, hoàn cảnh, tuổi tác, nhưng một người níu thì còn người kia thì luôn dây dứt về cái mối quan hệ này. Nếu nói mà nói về buông á thì cả hai không ai muốn buông tay ha. Đã cùng nhau trải qua những cái khó khăn, cùng nhau trải qua những cái thăng trầm trong cuộc sống để rồi hai bạn chịu sự khác biệt của nhau và chấp nhận nhau như một thể. Một trong hai bạn rất thương người kia, hay chăm sóc bằng việc mua đồ ăn, thức uống, chứ không biểu lộ nhiều qua lời nói ha. Cũng bởi vì vậy mà hai bạn lại xung đột qua việc giao tiếp với nhau. Một người dung dưỡng như một người mẹ, người kia thì rắn rỏi khô khan như người cha. Có thể hai tính tình trái ngược đã làm cho một trong hai bạn đã chịu đựng một thời gian dài. Và đến hiện tại một trong số hai người đã nói lời buông tay và muốn chấm dứt mối quan hệ này ha. Hai bạn đã mong muốn cùng nhau có một cam kết về việc kết hôn, cảm xúc trọn vẹn. Nhưng đến cuối cùng rồi thì cái kết của chu trình này có lẽ là không như hai bạn mong đợi. Hai bạn dường như chỉ dừng lại ở mức cảm xúc hài lòng chứ không thể duy trì mãi mãi được. Dù sao đi nữa thì đoạn tình cảm này đã được xây dựng trên tình yêu, chân thật và tin tưởng lẫn nhau. Hai bạn đến với nhau là thật lòng thật dạ ha. Một trong hai bạn có thể có những tổn thương lòng trong quá khứ và khi gặp nhau thì cảm giác được nói lên, được chia sẻ, được thấu hiểu làm cho bị nghiện vào cái mối quan hệ này ha. Mình thấy có rất là nhiều cái sự trợ giúp về tinh thần ở đây. Các bạn tự đổi qua đổi lại năng lượng giữa bạn và họ nha. Khi mà có biến cố về vấn đề nào đó thì sẵn sàng đến bên chia sẻ, hy sinh, an ủi, sát cánh, kề bên. Và chính vì vậy mà cả hai hòa hợp với nhau, đồng điệu với nhau như hai người bạn giúp đỡ qua lại, chứ không giống như là tình yêu ha. Giống như là khi bạn buồn thì mình luôn có mặt, nhưng khi cuộc vui xuất hiện thì mình thấy người kia sẽ lẳng lặng không tham gia và ở phía sau mừng thầm giùm cái người còn lại ha. Một trong số hai bạn thì mong muốn cuộc tình này luôn phải có sự công bằng trong đó, về cảm xúc, về vật chất, về tình cảm và đặc biệt là không có vụ lợi nhau ha. Và đặc biệt trong số hai bạn thì người sẽ có người có tính nữ thiêng liêng rất là cao, quan tâm, đức hy sinh cũng như là sự chia sẻ hết mực hết lòng về cái tình yêu trong thầm lặng, sẽ chia mọi tài nguyên có được cho người kia, quan tâm nửa còn lại một cách nhẹ nhàng và tinh tế nhất. Mối quan hệ này một người mong muốn có con nữa ha. Mong muốn cả hai có một kết thúc viên mãn á. Tuy nhiên như mình nói phần trước á, thì là một người cho đi rất là nhiều. Tuy rằng biết rằng là không cần nhận lại, họ cho đi bởi vì tình yêu thương vô bờ bến của họ, nhưng mà vẫn còn sự khác biệt và khó hòa hợp trong giao tiếp của cả hai. Ai cũng mong rằng cái mối tình này sẽ có một cái kết tốt đẹp, nhưng có lẽ để đi đường dài thì cần phải tiếp tục đi cùng nhau thêm một quá trình nữa. Đoạn đường phía trước khá là dài cho cả hai bạn ha. Để mà nói liệu đoạn tình này có còn hy vọng hay không á, thì mình thấy cả hai đang dừng lại suy ngẫm, quan sát, tự chữa lành tâm hồn và cho cả hai không gian riêng để mà có thể bình phục lại, lành lại sau những mâu thuẫn giao tiếp vừa qua, chữa lành những cái thương tổn mà cả hai đã vô tình gây cho nhau ha. Phải mất một thời gian khá lâu thì cả hai mới có thể thật sự tìm về nhau để mà bắt đầu thấu hiểu nhau thêm một lần nữa. Mình thấy khoảng thời gian tới một trong hai bạn sẽ di chuyển về nơi có thiên nhiên để mà giải tỏa nỗi buồn ha. Thì mình xin kết thúc tụ 1 tại đây nha các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.
Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với tụ 2 ha. Đây là thông điệp chung nên các bạn tự lựa thông điệp dành riêng cho mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Mình sẽ có 3 lá. Thứ nhất là The Emperor. Thứ hai đó là 6 tiền. Và cuối cùng là vua kiếm ha. Thì mối quan hệ này thì một trong hai bạn dùng lý trí và mục tiêu xây dựng quá là nhiều đi. Cảm xúc có đó nhưng mà nó lại bị nén lại, nhường chỗ cho những cái điều khác lấp vào, ví dụ như là gia đình, công việc, thói quen cá nhân. Có thể hai bên đang ngưng kết nối vì một điều gì đó. Cán cân về vật chất vẫn là nỗi lo lắng và quan tâm của cả hai, vì hai bạn rất có trách nhiệm riêng với gia đình riêng của mình. Đến với nhau thì vật chất hai bạn đều cân đo đong đếm để chi ra, vì một người thì lo sự nghiệp riêng của bản thân, muốn mình ổn định, mình đầy đủ rồi mình mới yêu nhiều hơn hoặc là kết hôn. Người kia thì gạt bỏ những cảm xúc, kìm nén cảm xúc để mà lo chu toàn cho gia đình riêng trước đã. Người thì lý tưởng, tham vọng, mục tiêu đầy ắp, muốn vững chãi trên cái ngai vàng, trên cái đế chế của mình. Còn cái người còn lại á, thì sử dụng cái lý trí của mình là nhiều, sử dụng cái phần trí để mà chinh chiến bôn ba ra ngoài xã hội, để mà giúp đỡ người thân, cộng đồng xung quanh mình ha. Giờ đây thì cảm xúc hai bên có đó nhưng bị đè nặng bởi những thứ khác mà làm cho đến cả việc ở bên nhau hay hẹn hò như bao cặp tình nhân khác cũng rất là hiếm. Bởi lẽ tính cho đi, tính cộng đồng, lòng nhân từ của hai bạn quá lớn đi. Hai bạn chịu thiệt thòi về bản thân mình để mà phụng sự người khác, phục vụ người thân, người thương. Mình khó thấy được cảm xúc cả hai dành cho nhau. Hai bạn che giấu cho đối phương biết là mình yêu người ta rất là nhiều đến giường nào. Sự thật rằng hai bạn mong muốn có một gia đình hạnh phúc, cam kết lâu dài, vững bền, mọi thứ phải nằm trong cái vòng kiểm soát của hai bạn á. Thì khi đó thì mình cảm thấy là hai bạn mới có thể chuyên tâm toàn ý với việc yêu đương ha. Gánh nặng trên vai mỗi người quá lớn, mạnh người nào làm người nấy á, làm việc nấy á. Thậm chí thời gian dành cho nhau cũng phải còn cân đong đếm nữa mà. Mình nghĩ là phải 3 hoặc 6 tháng thì hai bạn mới có một cuộc hẹn hò thực sự á. Và một trong hai bạn hoặc cả hai luôn cần đến sự trợ giúp về tiền bạc từ người khác nha. Có thể vấn đề gia đạo, bệnh tật là cơ nguyên mà bạn buộc phải sử dụng nguồn tiền mình kiếm được nè. Trong mối quan hệ, một trong hai bạn luôn giúp người còn lại cân bằng lại nha. Có thể là động viên hoặc hay cho quà kẹo ha, rồi an ủi khi mà gặp khó khăn nữa nè. Dường như á, thì hai bạn đang gặp trục trặc về một điều gì đó và hiện đang tìm kiếm cái sự hòa giải, nhưng mà một bên cứng rắn đè nén cái cảm xúc thật của mình, còn người còn lại á, thì cũng e dè để mà mở lời luôn, nếu có thì cũng sẽ nói không nhiều như trước nữa. Trong một cuộc cự cãi sẽ mất rất là nhiều thời gian để mà làm hòa giải đi, bởi vì cái tính khí nóng nảy và sự im từ một bên, còn một bên còn lại thì lại nói rất là nhiều, nó đẩy cái cuộc tranh luận vào cái thế bí mà không giải quyết được ha. Mình ví dụ như là kiểu như là một người im ru luôn, còn người kia sẽ cố nói, rồi kết cục cũng bằng không ha. Có thể hai bạn vẫn chưa diễn tả cảm xúc của bản thân mình cho người kia có thể hiểu được mà dẫn đến nhiều khi trong cái đoạn tình này á, thì nó sẽ đi tới cái sự hiểu lầm không đáng có. Ví dụ như là một người sẽ không nghĩ rằng người kia yêu thương mình nhiều như họ yêu thương người còn lại ha. Bài lên thì cho thấy hai bạn ai cũng yêu ai cả, tuy nhiên thì cái vấn đề cá nhân nó lấn át cái tâm trí của cả hai rất là nhiều, để rồi cả hai bạn mang cái đoạn tình cảm cho nhau nó khô khan lạnh lùng, nhầm tưởng nhiều cái hiểu lầm cho cả hai. Một trong hai bạn sẽ có tính bảo thủ, gia trưởng, giành quyền kiểm soát ha. Nếu được trong cái cuộc tranh luận á, thì tốt nhất ít nói lại nha, vì mình thấy lời nói ở đây mang tính tổn thương khá là cao nè. Quay lại với chủ đề là liệu đoạn tình này có còn hy vọng không á, thì mình thấy hai bạn ai cũng tài, ai cũng giỏi hết trơn, ai cũng có những cái điểm cái người còn lại hết á.
Tuy nhiên, lý trí và mục tiêu nó che đi hai bạn quá nhiều đi. Để mà nó còn hy vọng thì cũng được, mà không còn thì cũng được luôn nè. Nếu thời gian tới hai bạn nếu tìm được cái điểm cân bằng của cả hai, sự nghiệp cũng như ao ước của hai bạn nó thực hiện được rồi á, thì lúc đó cảm xúc nó sẽ là khoảng thời gian còn lại của cả hai bạn. Nhưng mà nếu không đạt được những cái mục tiêu mà mình đề ra thì có lẽ một trong số hai bạn sẽ rút lui. Mặc dù người còn lại họ cần cái đoạn tình cảm này và cộng đồng riêng của họ, nhưng người kia họ lại có khả năng giấu cái đoạn tình cảm này đi và chấp nhận nó không có, để rồi họ có tất cả những gì họ muốn nhưng lại đánh mất cái đoạn tình này. Tụ hai có vẻ nghe hơi buồn một tí, nhưng hãy cố chọn vừa đủ về vừa phần tình cảm vừa về phần sự nghiệp nha các bạn. Chứ để cái kết sau nó nghe hơi buồn nè. Và giàu có trong cái sự cô độc thì quả thật là cái điều không ai muốn, đúng không nè. Mình xin kết thúc tụ hai tại đây. Cảm ơn các bạn.